nám da là một trong những cái nỗi đau mà Duyên thấy là lớn nhất của người phụ nữ. Bởi vì là khi mà làm việc trong lĩnh vực spa thì Duyên có cơ hội làm việc tư vấn với rất là nhiều những chị lớn tuổi hơn Duyên đang bị nám da. Và Duyên thấy có một điều rằng là họ rất là khao khát để cải thiện vết nám, để hết nám. Và đấy là một trong những cái lý do mà khiến cho rất là nhiều spa đưa ra các cái chương trình để thu hút, cũng như là gọi là nói quá sự thật. Ví dụ như là cam kết điều trị nám hết 100%, hoàn tiền 200% và điều trị nám vĩnh viễn. Và với cái khẩu hiệu như vậy thì nghe ai cũng cảm thấy thu hút, ai cũng cảm thấy hấp dẫn. Nhưng mà thực tế thì nó khác xa hoàn toàn. Bởi vì như các chị cũng biết rằng là nám da nó do rất là nhiều yếu tố hình thành. Chẳng hạn như là ở những người phụ nữ trung niên thì là do rối loạn nội tiết tố này. Hay là ở những cái người phụ nữ sau khi sinh cũng là do những cái rối loạn nội tiết tố trong quá trình mang thai. Hay là do cái ánh nắng mặt trời, với những người mà làm việc nhiều ở ngoài trời mà không sử dụng kem chống nắng hay che chắn đầy đủ. Vậy thì nếu như một cái cơ sở spa họ cam kết rằng là hoàn tiền 200% và cam kết trị nám, hết nám vĩnh viễn, mà cái người khách đó vì cái điều kiện công việc, chẳng hạn như họ làm sale, họ suốt ngày họ đi ngoài nắng, họ quên hay là họ không có thời gian để sử dụng kem chống nắng, thì liệu cái cam kết đó nó có thực thi hay không? Cho nên là khi mà chị em quyết định đi điều trị thì chị em nên tìm hiểu kỹ là spa nào hay cơ sở nào để mình tránh cái trường hợp là tốn thời gian, mất tiền và còn làm cho da mình bị mỏng yếu đi nữa. Và Duyên xin chúc tất cả các chị em chúng ta sớm có được một làn da đẹp nha.